좀 많이 많이. Tàu bè đi đông kinh trên mè, chỗ này là mặt trời nó xuống là ngay trên kinh luôn, nhưng mà bây giờ nó chưa xuống tới, nó còn lưng chừng ở trên. Nước cạn là mòn hiếm. Cái bến đá của công ty của mỏ đá của công ty này chở kinh cây me này cũng thuộc cái dạng kinh cũng khá quan trọng, tại vì nó đi ra Châu Đốc cũng được, Long Xuyên cũng được, nó đi Rạch Giá hoặc là nó đi ra tới Hà Tiên, nên cái đường thủy ở đây nó của con kinh này nó cũng quan trọng đó. Chúng quay mặt trời lặn trên kinh mà bữa nay chắc không có màu đẹp. Trời chiều cũng mấy đẹp. Cô này cầu An Tức. Bến đá Antaco dưới này nè. Chỗ này là chỗ bến đá nè. Bến đá Antaco. Đi sau đi tút dưới kia là cầu Cây Me.
nay chiều cũng mấy đẹp, chiều mà có màu đỏ lên quay ngay chỗ này là cái màu mặt trời nó phản chiếu dưới nước lên đẹp lắm. Rồi bữa nay u ám quá. Bữa nay không đẹp. Đây là cái cầu sắt. Cầu này là người ta kêu bằng cầu An Tích. Chiếc ghe bầu này nó là bằng sắt. Chiếc ghe bầu người ta là bằng cây, bằng gỗ. Thời tiết này nó là bằng sắt. Chủ ghe ở trên này là ghe lúa. Chiếc xa này là chiếc gì, chiếc chẹt, chiếc ghe thôi, chiếc ghe lúa, chiếc ghe gì nữa. Tàu về nó đậu đừng đợi
Thank you.